Xin chào quý vị khán giả, Hải Yến rất hân hạnh được gửi tới quý vị những thông tin quốc tế nổi bật mà chúng tôi vừa tổng hợp. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi. Israel tố Hezbollah giấu 500 triệu USD tiền và vàng dưới bệnh viện Beirut. Israel gần đây đã cáo buộc Hezbollah giữ hàng trăm triệu USD tiền mặt và vàng trong một bon ke dưới bệnh viện Sahel nằm ở khu Dahiyeh, vùng ngoại ô phía nam thủ đô Beirut của Lebanon. Theo chính quyền Israel, những tài sản này đang được sử dụng để tài trợ cho các hoạt động quân sự của Hezbollah nhằm chống lại Israel. Báo Người Lao Động cho biết, lực lượng phòng vệ Israel (IDF) đã mở cuộc chiến dịch tấn công Hezbollah từ cuối tuần trước, nhắm vào các tổ chức tài chính và cơ sở hạ tầng hậu thuẫn cho lực lượng này. Những cuộc không kích liên tục của Israel nhằm vào Hezbollah cho thấy quyết tâm mạnh mẽ của Thủ tướng Benjamin Netanyahu trong việc làm suy yếu và loại bỏ hoàn toàn mối đe dọa từ nhóm vũ trang này. Người phát ngôn IDF, Đại tá Daniel Hagari phát biểu ngày 21 tháng 10 rằng mục tiêu chính của một trong những cuộc tấn công gần đây là một hầm ngầm chứa hàng chục triệu USD tiền mặt và vàng, được cho là do Hezbollah giấu dưới bệnh viện Sahel. Hagari cho biết, số tiền này đang được sử dụng để tài trợ cho các cuộc tấn công của Hezbollah vào Israel. Ông cũng cung cấp một bản đồ chỉ ra vị trí của bon ke này. Tuy nhiên, IDF vẫn chưa tiến hành tấn công trực tiếp vào cơ sở này. Tuy nhiên, Israel chưa cung cấp bằng chứng cụ thể nào về việc Hezbollah cất giấu tài sản dưới bệnh viện Sahel. Thay vào đó, họ chỉ công bố một hình ảnh động mô tả cấu trúc của bon ke và tuyên bố rằng đây từng là nơi ẩn náu của cựu tổng thư ký Hezbollah Hassan Nasrallah. Bên cạnh đó, ông Hagari kêu gọi chính quyền Lebanon cùng các tổ chức quốc tế hành động để ngăn chặn việc Hezbollah sử dụng số tiền này vào mục đích quân sự. Ông cảnh báo rằng không quân Israel đang giám sát chặt chẽ khu vực xung quanh bệnh viện Sahel, nhưng nhấn mạnh rằng Israel sẽ không tấn công trực tiếp vào bệnh viện này vì mục tiêu của họ là Hezbollah chứ không phải người dân Lebanon. Israel cũng kêu gọi chính phủ Lebanon tịch thu số tiền và vàng mà họ cho rằng Hezbollah đã chiếm đoạt từ người dân Lebanon. Tờ Guardian đưa tin rằng, ngày 21 tháng 10, Israel đã phát cảnh báo cho khu dân cư Dahiyeh, yêu cầu họ di chuyển cách xa ít nhất 500 m khỏi các tòa nhà trong khu vực vì nguy cơ bị tấn công. Những cảnh báo này khiến nhiều người dân phải bỏ chạy khỏi khu vực, dù Israel khẳng định sẽ không tấn công bệnh viện Sahel. Giám đốc bệnh viện Sahel, ông Fadi Alam, đã bác bỏ những cáo buộc của Israel về việc bệnh viện này liên quan đến việc cất giấu tiền và vàng của Hezbollah. Tuy nhiên, cuộc tấn công vẫn đang diễn ra ngay sau đó, với nhiều vụ nổ lớn làm rung chuyển khắp khu vực Beirut, gây ra tâm lý hoang mang và lo sợ cho người dân. Trong đêm 21 tháng 10, một cuộc không kích của Israel đã xảy ra trước lối vào bệnh viện trường đại học Khalifeh Hariri, bệnh viện công lớn nhất tại Lebanon. Cuộc tấn công này đã làm ít nhất 4 người thiệt mạng, trong đó có một trẻ em, và khiến 24 người khác bị thương. Bệnh viện này cũng hứng chịu thiệt hại nặng nề do các vụ nổ. Các cuộc không kích liên tiếp vào các khu vực dân cư và bệnh viện đã làm gia tăng lo ngại về an ninh tại Beirut, đặc biệt khi đây là đêm thứ hai liên tiếp mà thành phố này bị tấn công dữ dội. Vào đêm trước đó, Israel đã tiến hành hơn 15 cuộc không kích nhắm vào các tổ chức ngân hàng có liên hệ với Hezbollah. Các cuộc giao tranh xuyên biên giới giữa Israel và Hezbollah đã leo thang từ năm 2023, khi Hezbollah được Iran hậu thuẫn, bắt đầu phóng tên lửa để hỗ trợ Hamas trong cuộc xung đột tại dải Gaza. Theo báo cáo từ Time of Israel, ngày 20 tháng 10, Israel đã tấn công trụ sở tình báo Hezbollah và một xưởng sản xuất vũ khí ngầm tại Beirut, tiêu diệt 3 thành viên cấp cao của Hezbollah, gồm có Al-Hazi Abbas Salameh, chỉ huy mặt trận phía Nam, chuyên gia truyền thông Reda Abbas Alda và chuyên gia vũ khí Ahmed Ali Hussein. Đáp trả lại, Hezbollah đã phóng hơn 100 quả rocket từ Lebanon nhắm vào miền Bắc của Israel vào cùng ngày. IDF cho biết, hệ thống phòng không của Israel đã bắn hạ hầu hết số rocket này, nhưng một số vẫn rơi xuống đất và gây ra các vụ cháy, buộc lực lượng cứu hỏa Israel phải ứng phó khẩn cấp. Cuộc xung đột kéo dài đã để lại nhiều hậu quả nặng nề về mặt nhân đạo. Theo báo cáo từ Bộ Y tế Lebanon, kể từ tháng 10 năm ngoái, hơn 2.400 người đã thiệt mạng và hơn 1,2 triệu người phải di dời trong bối cảnh giao tranh giữa Israel và Hezbollah. Phía Israel cũng chịu nhiều tổn thất, với 59 người thiệt mạng tại miền Bắc Israel và vùng cao nguyên Golan. Xung đột giữa Israel và Hezbollah đang tiếp tục leo thang, đẩy khu vực vào một khủng hoảng kéo dài và gây ra nhiều thiệt hại cho cả hai bên. Cùng với đó là nỗi lo ngại về một cuộc chiến toàn diện trong tương lai gần. Trước đó, vào ngày 20 tháng 10, Israel đã thực hiện một loạt cuộc không kích nhằm vào trụ sở tình báo của Hezbollah và một xưởng sản xuất vũ khí ngầm ở Beirut, Lebanon. Lực lượng phòng vệ Israel (IDF) thông báo rằng, trong các cuộc tấn công này, 3 thành viên cấp cao của Hezbollah đã bị tiêu diệt, bao gồm chỉ huy mặt trận phía Nam Al-Hazi Abbas Salameh, chuyên gia truyền thông Reda Abbas Alda và chuyên gia phát triển vũ khí Ahmed Ali Hussein. Tuy nhiên, hiện tại vẫn chưa rõ liệu 3 nhân vật này thiệt mạng trong cuộc tấn công vào trụ sở tình báo của Hezbollah hay trong các cuộc hành động riêng biệt từ phía Israel. Đến nay, Hezbollah vẫn chưa đưa ra bất kỳ bình luận nào về thông tin này. Theo thông tin từ hãng thông tấn quốc gia Lebanon, hai cuộc không kích của Israel đã tập trung vào khu phố Hares Grey, đánh trúng một tòa nhà dân cư gần bệnh viện Basman vào sáng sớm ngày 20 tháng 10. Các nhân chứng đã xác nhận thấy khói bốc lên từ khu vực ngoại ô Beirut. Tuy nhiên, không rõ đây có phải là kết quả của cùng một cuộc không kích hay không. Sau đó, Hezbollah đã có phản ứng bằng cách phóng khoảng 100 quả rocket vào lãnh thổ của Israel. Theo thông tin từ Times of Israel, loạt rocket này được phóng từ Lebanon đã khiến còi báo động phòng không vang lên ở các khu vực Galilee Tây và Galilee Thượng ở miền Bắc của Israel. Mặc dù một số rocket đã bị lực lượng phòng không Israel bắn hạ, nhưng một số quả đã lọt qua và rơi xuống lãnh thổ Israel, gây ra hỏa hoạn, buộc giới chức phải triển khai lực lượng cứu hỏa để ứng phó. IDF không cung cấp thông tin về thiệt hại do các cuộc không kích của Hezbollah, cũng như một số lượng rocket được phóng về phía Israel. Tuy nhiên, Hezbollah tuyên bố rằng họ đã phóng loạt rocket lớn nhằm vào một căn cứ quân sự của Israel gần thị trấn Safes. Cuộc giao tranh xuyên biên giới giữa Israel và Hezbollah đã gia tăng kể từ năm 2023, khi nhóm được Iran hậu thuẫn này bắt đầu phóng tên lửa để hỗ trợ Hamas trong cuộc xung đột tại dải Gaza. Theo báo cáo từ Bộ Y tế Lebanon, kể từ tháng 10 năm ngoái, hơn 2.400 người đã thiệt mạng và hơn 1,2 triệu người phải di dời ở Lebanon. Trong khi đó, chính quyền Israel thông báo rằng 59 người đã thiệt mạng ở miền Bắc Israel và cao nguyên Golan. Sự leo thang căng thẳng giữa Israel và Hezbollah đã dấy lên lo ngại về tình hình nhân đạo trong khu vực, khi nhiều người dân vô tội phải gánh chịu hậu quả từ các cuộc xung đột quân sự này. Những hành động quân sự lẫn nhau chỉ khiến cho tình hình trở nên tồi tệ hơn, tạo ra một vòng xoáy bạo lực mà rất khó có thể giải quyết. Việc các bên không ngừng gia tăng vũ lực chỉ khiến cho hy vọng về một giải pháp hòa bình trở nên xa vời hơn bao giờ hết. Israel tập kích tổ chức tài chính Al-Qard Al-Hassan, nghi ngờ hỗ trợ Hezbollah. Ngày 20 tháng 10, quân đội Israel đã tiến hành một loạt không kích nhằm vào các chi nhánh của tổ chức tài chính Al-Qard Al-Hassan, đồng thời cáo buộc rằng tổ chức này tài trợ cho hoạt động của nhóm vũ trang Hezbollah. Israel đã cảnh báo rằng họ sẽ nhắm mục tiêu vào các văn phòng của Al-Qard Al-Hassan và kêu gọi dân thường tránh xa các cơ sở này để đảm bảo an toàn. Theo báo VN Express, dẫn nguồn từ hãng thông tấn quốc gia Lebanon (NNA), đã có 11 cuộc không kích diễn ra tại các vùng ngoại ô phía nam thủ đô Beirut. Nhiều cuộc không kích trong số đó nhằm vào Al-Qard Al-Hassan. Một trong những cuộc không kích đã diễn ra gần sân bay Beirut, nơi là cửa ngõ chính cho các chuyến hàng viện trợ nhân đạo tới Lebanon và cũng là trung tâm sơ tán cho những người chạy trốn khỏi xung đột. Cụ thể, một chi nhánh của Al-Qard Al-Hassan tại tòa nhà ở Chiyah, ngoại ô Beirut, đã bị san phẳng. Ngoài ra, các cuộc không kích cũng được ghi nhận tại các địa điểm như Hermel, Riyadh và Baalbek ở vùng thung lũng Bika, cũng như các thành phố Sidon và Nabati tại miền nam Lebanon. Được thành lập vào năm 1982, Al-Qard Al-Hassan tuyên bố sứ mệnh của mình là cung cấp các khoản vay cho mọi người mà không phân biệt tôn giáo hay dân tộc, nhằm cải thiện sự gắn kết và hợp tác xã hội. Tổ chức này đã thiết lập nhiều chi nhánh trải dài khắp Lebanon để phục vụ nhu cầu vay vốn của người dân với hơn 200.000 khách hàng. Al-Qard Al-Hassan được cho là nắm giữ một lượng vàng ước tính lên tới hàng tấn, phần lớn là đồ trang sức được thế chấp để vay vốn, và tổ chức này cho vay hơn nửa tỷ USD mỗi năm. Theo Trung tâm Nghiên cứu và Giáo dục AMAR ở Israel, Al-Qard Al-Hassan là một trong những tổ chức tài chính quan trọng của Hezbollah. Mỹ đã liệt tổ chức này vào danh sách trừng phạt, cáo buộc rằng Hezbollah sử dụng Al-Qard Al-Hassan như một vỏ bọc để che giấu các hoạt động tài chính và tiếp cận hệ thống tài chính quốc tế. Tình báo Israel cũng mô tả Al-Qard Al-Hassan là một phần không thể thiếu trong mạng lưới tài chính của Hezbollah, giúp tài trợ cho hoạt động của nhóm vũ trang này. Xung đột giữa Israel và Hezbollah đã bùng phát ngay sau khi Israel mở chiến dịch chống lại Hamas ở dải Gaza. Nhóm vũ trang Hezbollah ở Lebanon tuyên bố rằng họ sẽ chỉ dừng các cuộc tấn công vào Israel nếu có lệnh ngừng bắn ở Gaza. Trước đó, Israel đã thực hiện các cuộc không kích ở Beirut vào cuối tháng trước, trong đó đã hạ sát nhiều lãnh đạo cấp cao của Hezbollah, bao gồm cả thủ lĩnh Hassan Nasrallah. Những diễn biến này đang diễn ra trong bối cảnh căng thẳng gia tăng giữa Israel và Hezbollah, làm dấy lên lo ngại về khả năng leo thang xung đột tại khu vực. Các cuộc không kích vào Al-Qard Al-Hassan cho thấy Israel quyết tâm làm suy yếu khả năng tài chính và quân sự của Hezbollah, trong khi tổ chức này vẫn tiếp tục khẳng định vai trò của mình trong cuộc xung đột. Với tình hình an ninh ngày càng phức tạp, cả hai bên đều có khả năng tiếp tục gia tăng các hoạt động quân sự, và Al-Qard Al-Hassan có thể sẽ là một trong những mục tiêu chính trong chiến dịch của Israel nhằm đối phó với Hezbollah. Cảm ơn quý vị và các bạn đã theo dõi chương trình cập nhật thông tin quốc tế nổi bật trên kênh YouTube Diễn đàn Doanh nghiệp TV. Quý vị đừng quên nhấn chuông theo dõi kênh và đồng hành cùng chúng tôi nhé. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại.